Chào Khuyên, bột đánh răng nhà em trắng lắm, sạch bóng mà. Chị nào mua ngày hôm nay nhá thì 420.000 em giảm còn 380.000 thôi. À, có chị nào thích mua hàng thủ ô hôm nay này. Có nhiều chị bảo là sao chị Trang không bao giờ sale hàng thủ ô hôm nay này. Hôm nay thôi nha. Áp dụng chị nào chia sẻ cái clip này. Hàng thủ ô nhà em 760.000 đúng không? Hôm nay chị nào share cái livestream này, em giảm các chị Hà thủ ô 760.000 còn 595.000. Chết mẹ rồi. Không nhai được bởi vì đang đau hàm. Hà thủ ô nhà em nha, là tóc này. Đây. Em mọc cả đầu luôn. Mặt thôi đỡ đau rồi em. Trang ngày càng trẻ đẹp, chị theo dõi em từ khi có bài kiến, em cảm ơn chị Hằng Nguyễn. Chào anh Phạm Đăng Lâm. Chúc mừng Trang cây nhậu 3 ngày. Vâng anh. Nha. Ai mua Hà thủ ô hôm nay em sẽ giảm giá cho mọi người nha. Đây hôm nay giảm giá này. Hà thủ ô 760.000 giảm đúng hôm nay thôi. Còn 595.000. Bột đánh răng 380.000 em giảm còn 420.000 giảm còn 380.000, ok chưa? Đó. Cái tính em vậy đó. Tại vì đang vui mà mọi người. Trời ơi, chai bergamot trắng của tôi hết rồi nè. Đó. Này, vết thâm này, vết khốn nạn này là cái vết của vết mụn đấy. Cậy hoài, nó chưa lên mày mà cứ cậy hoài. Nha, còn tinh chất trắng da bergamot. Tinh chất trắng da bergamot 530.000. 530.000 hôm nay giảm còn 490.000. Ok chưa? Tinh chất trắng da này chuẩn bị sang chai mới đấy. Đó, chuẩn bị sang chai mới nên là giảm này. Nha, 530.000 giảm còn 490.000. Ok chưa? Hôm nay thôi đấy nha, đang vui nha. Tại vì mấy hôm nay này, thứ nhất là đi ô tô ngoài đường cả từ sáng đến chiều, nó bị nắng lắm, khô da lắm mọi người. Đó. Bôi cái serum này này. Chỉ bôi serum nhẹ nhẹ thôi này cho nó thấm mút này. Hôm nay đi nhậu mà không uống gì luôn. Hôm nay đi làm dỗ không uống gì luôn. Đúng rồi, chồng sắp về nên khuyến mại cho khách này đấy, đắp mặt nạ ngủ. Lúc này ấy đang đau hiểu không? Nên là chỉ bôi những cái thành phần nhẹ nhàng thôi, serum mặt nạ ngủ thôi, cho da nó cấp ẩm như da em bé. Trời ơi, tôi dùng hộp này như phá ấy. Sắp hết rồi đây này. Bà Trần Thu Hiếu, tôi dùng hộp này này từ mới có 1.5 tháng trước này. Từ lúc cưới con Trịnh Kim Dung đến giờ này. Từ trước Tết đến giờ bây giờ này đấy, tôi bôi cho cố vô. Mặt nạ cấp ẩm này này, làm cho da mịn, thấm này. Đó, thấy không? Mặt nạ cấp ẩm này 530.000 nha. Hôm nay chị nào lấy cũng giảm còn 490.000. Ok chưa? Đó. Ok chưa? Mặt nạ ủ môi 415.000 giảm còn 395.000. Ok chưa? Đấy. Sắp hết rồi đây này. 3 ngày nay không bôi mặt nạ ngủ môi rồi. Khổ ghê đó. Đau vai quá mọi người ơi. Hôm nay ngồi lái xe từ sáng đến chiều. Lái xe từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Đến 11 giờ rưỡi đêm chứ. Ăn mặt nạ sao mà tốn đâu chị. Đợt vừa rồi em đi Hà Nội nhiều chị nhớ không? Em đi Hà Nội lễ liếc nhiều, em đi Đà Lạt nữa. Thế là thời tiết nó bị lạnh ấy, nó hanh khô ấy chị. Là em bôi cái này, mặt nạ cấp ẩm thì đỉnh cao lắm. Bà mẹ nó đau vai rồi. Khổ quá. Đau vai rồi thế này. Thôi, nhà không có gì ngoài điều kiện. Bôi men gay. Ui,
khốn nạn cuộc đời. Massage xoa bóp. Nhà mà có bị đau cơ, đau cơ nhá. Cái này dành cho đau cơ. Cái này là 250.000 một hộp. Hai hộp 495.000. Bán lẻ 250.000 một hộp. Trời ơi, cái này mà có người già mà đau nhức xương này, đau nhức cơ này. Trời ơi, cái này sướng lắm rồi. À, phải đem cái này đi mỗi khi đi du lịch leo núi. Đó. Bôi vào nó lạnh lạnh mát mát thoa the, nhưng mà nó sẽ làm nóng lên bên trong, làm cho dễ chịu lắm. Đấy chứ thừa đây này, không biết bôi đâu luôn. Khổ ghê vậy đó. Em căng chỉ xong là mọi người sẽ thấy cỡ mấy tháng nữa là em sẽ đẹp. À cỡ một tuần nữa em sẽ đẹp. Ây da. Ây da. Ây da. Ây đau quá. Ây da. Đó. Ben gay này thì là của hàng này, hàng của Mỹ nhá mọi người. Trời ơi sướng lắm, dùng này sướng lắm. Dùng cái này những người nào mà có người già đau vai, đau xương rồi, đau cơ tập nặng hay là bị ngã dập mông. Úi dồi ôi. Hôm nay đi uống, đi ăn ở đám gì, ở đám dỗ mà không uống một ly bia ly rượu nào, giỏi thật. Mặc bao nhiêu người mô kích, em không uống một ly bia rượu nào. Ai cũng để em luôn. Ngày hôm nay ai nhìn em cũng để các chị. Đó. Với cả bây giờ phải uống uống viên Tylenol mọi người ạ. Nhà không có một viên paracetamol là luôn, nhục thật đấy. Bây giờ là phải uống uống thuốc của bác sĩ kê đơn Zinet. Chỗ căng chỉ nó hơi tê tê thì chị hơi đau tê tê, uống Zinet. Uống chống bầm à? Có bầm đâu mà uống nhỉ? Đây có bầm một miếng, có bầm một miếng này. Đó. Hai viên chống bầm. Alpha chai chống phù nề. Chào Thành Danh Võ em. Đó. Một viên Tylenol. Giảm đau hạ sốt Tylenol. Đấy chết mẹ, còn có mấy viên đây này. Uống để cho nó dễ chịu. Viên Tylenol này quan trọng lắm này. Không ăn được gì luôn chị Hiếu ạ. Bây giờ mới há được mồm này, mới nói được chuyện được bình thường. Hôm qua còn nói được cái mồm bình thường đâu. Thôi các chị ơi, đến giờ đi ngủ rồi. Chúc các chị ngủ ngon. Mai gặp nhau. Mai em like túi nhá. Mai em sẽ like túi sale cho các chị nhá. Các chị cố gắng chờ nhá. Bye bye cả nhà.